Một ngày làm việc bình thường của chị Trần Thị Mỹ Lệ, công chức văn hóa xã hội thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ra soát, nhập số liệu thông tin về tình hình trẻ em do các cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại các khu phố báo cáo. Nếu như mà có một cái người mà phụ trách riêng thì sẽ chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Đối với bản thân tôi thì phụ trách nhiều mạng thì làm cái về cái công tác trẻ em có một phần ảnh hưởng. Công việc bị cắt ngang khi chị Lệ nhận được điện thoại của cộng tác viên bảo vệ trẻ em khu phố 1 báo cáo về trường hợp hai trẻ em có nguy cơ bỏ học cần can thiệp hỗ trợ kịp thời. Chị Lệ phải tạm gác lại công việc để cùng cộng tác viên đến thăm trẻ tại gia đình. Hai cháu Khương Văn Vũ sinh năm 2015 và Khương Văn Đạt sinh năm 2017 có hoàn cảnh éo le. Mẹ bỏ đi từ khi Đạt mới được 7 tháng tuổi. Hai anh em ở với bố và bà nội đã già yếu. Bố các cháu là lao động duy nhất của gia đình nhưng mới bị tai nạn lao động nên phải điều trị dài ngày. Gia đình mất đi nguồn thu nhập nên rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hai cháu có nguy cơ bỏ học. Cùng với việc nắm bắt thông tin về hoàn cảnh hai cháu, chị Lệ và cộng tác viên cũng tuyên truyền cho gia đình hiểu thêm về quyền trẻ em và nhất là quyền được đi học của các em. Cộng tác viên của khu phố và kết hợp với bên xã là đến đấy để nắm bắt thông tin về hoàn cảnh gia đình của anh Hùng và để chúng ta để cùng giúp đỡ gia đình để nuôi các cháu ăn học. Để kịp thời hỗ trợ hai cháu, Ban chỉ đạo bảo vệ trẻ em đã đề nghị trích quỹ bảo trợ trẻ em của thị trấn hỗ trợ quà và tiền mua đồ dùng học tập để hai cháu tiếp tục đến trường. Gia đình cũng cam kết động viên hai cháu đến trường, không để các cháu nghỉ học. Với hơn 2.300 trẻ em chiếm 1/4 dân số, trong đó có 30 trẻ em khuyết tật, 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và mồ côi. Nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em đặt ra thách thức không nhỏ với thị trấn Gio Linh. Tăng cường bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích, rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em. Ban chỉ đạo gồm 21 thành viên là lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể. Cùng với đó, Ban chỉ đạo đã xây dựng mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại 9 khu phố. Đội ngũ cộng tác viên làm việc với tinh thần trách nhiệm là gọi là cống hiến thôi, giờ còn không có cái chế độ chính sách gì cả. Nhưng mà nhìn chung thì các anh chị cộng tác viên là hết sức là trách nhiệm, nhiệt tình và luôn luôn phát huy cái chức năng nhiệm vụ của mình rất là tốt. Không phát sinh bộ máy, biên chế, không phát sinh kinh phí, nhưng mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em ở thôn, bản, khu phố vẫn đang hoạt động có hiệu quả. Trong bối cảnh người làm công tác trẻ em tại xã, phường phần lớn là kiêm nhiệm và phải gánh vác nhiều công việc, thì mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em đang hỗ trợ đắc lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.